What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Do những ngày này mình đang bận một số công việc của chuyện cá nhân cho nên là không có lên sóng thường xuyên. Thì đã lâu lắm rồi mình mới được tiếp tục trải nghiệm những cái sản phẩm gaming gear mới về của Boss. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một cái sản phẩm cực kỳ độc và lạ, nói chung là mới về, và nó sẽ có giá rất là thơm. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy phía bên bỏ thì chúng ta sẽ đoán được đây là cái gì rồi chứ. Ok, không dùng dài nữa, chúng ta sẽ mở hộp luôn. Đầu tiên các bạn có thể nhìn cái vỏ hộp của nó khá là to và dài. Đây này, mình đo thử coi cái chiều dài của cái nó thì chắc khoảng tầm 30, hơn 30 một chút. Và nó sẽ có cái chữ là RGB Soft Gaming Mousepad. Đây, khi mình để dưới đèn led thì nó cũng sẽ đổi màu luôn, khá là đẹp. Ở phía mặt bên này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tấm lót chụp cũng led RGB luôn. Vậy là các bạn đã hiểu được cái sản phẩm này là gì rồi chứ. Ok, đây mình sẽ mở hộp. Đó, cái hộp của nó khá là dài. Tuốt vỏ. Ngon. Đấy, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có những gì? Một cái bịch bóng rất là lớn. Đây, ở trong này chúng ta sẽ còn một thứ nữa, đó là một cái cuộn dây cáp. Ok, đã hết rồi. Vậy thì hai cái này chính là cái gì? Đó, như các bạn đã thấy thì sau khi mở ra chúng ta sẽ thấy một cái tấm lót trục được cuộn vào phía bên trong như thế này. Và nó thơm mùi lớp lót mới, khá là thơm. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái tấm lót khá là dày, giống như những cái lớp lót trục lớn bình thường khác. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy có một cái cục điều khiển ở đây, sẽ có đầu cắm micro USB ở trên này, có một cái nút bấm. Ngoài ra thì ở xung quanh viền này sẽ làm viền bằng nhựa trắng trong suốt. Đây, đó, nhựa trắng trong suốt. Và cái kích thước của nó cũng khá là to, kích thước của nó to đến nỗi mà mình không thể quay hết trong cái đoạn video này được, thì nó dài 80x30, tức là to đủ để cho các bạn, phải nói là dư luôn, để cho các bạn có thể kê cả bàn phím và chuột ở phía trên này. À, chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây cáp mặc dù khá là chắc chắn, dùng cổng micro USB Type A, và cái đầu bên kia thì sẽ là micro động mini micro USB. Đó, thì cái đầu này chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ cuộn lại và sẽ nói một số sơ qua cái thông số của con này nhé. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có một cái lớp cao su chống trơn trượt, khi mà các bạn để trên mặt bàn thì nó sẽ không có bị di chuyển nếu như mà các bạn xịt lên xịt xuống rất là chắc chắn như thế này. Đó, khi mình đẩy thì nó sẽ không bị di chuyển mà nó dính trên mặt bàn luôn. Xung quanh viền thì chúng ta sẽ được bọc một cái lớp nhựa màu trắng, có thể là để cho xuyên led qua, và sẽ được may lại bằng cái sợi dây cước khá là chắc chắn. Ok, về cái bề mặt phía trên chúng ta sẽ có một cái bề mặt láng o luôn. Cái bề mặt này thì rất là trơn, nhưng mà cũng không phải thuộc dạng là trơn lắm, nó cũng khá là hơi sần một chút. Thì cái bề mặt như này sẽ là bề mặt trung tính, dành cho các game thủ có thể di chuột một cách chính xác, và cũng như là nó không có quá trơn, cũng không có như là quá sần. Ok, về cái kích thước của nó thì khỏi phải nói là bàn rồi, kích thước của nó rất là lớn. Đó, các bạn dư xăng có thể để cả phím cả chuột lên luôn. Rồi, vậy cái quan trọng nhất của con này chính là gì? Cái đó chính là cái chế độ led của em này. Thì bây giờ mình sẽ cùng cắm thử cho các bạn xem con này nếu mà mình lên led như thế nào nhé. Ok, sau khi cắm đèn led vào thì là do cái bàn của mình nó hơi ngắn, cho nên là cũng như là camera không thể quay hết được, thì mình đã gấp đôi lại như thế này cho các bạn nhìn. Rất là sáng, đúng không? Sau khi tắt đèn đi thì phải nói là cái này cực kỳ sáng luôn, đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy trong ban đêm rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy cái đèn led của nó chạy bo xung quanh viền, xung quanh tất cả viền luôn, và nó phát ra rất là sáng. Không hiểu vì sao mà người ta có thể làm được cái tấm vải mềm như thế này mà lại có đèn led sáng đẹp như thế này. Đó, các bạn nhìn này, rất là sáng luôn. Rồi, và cái để điều khiển led thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút ở phía trên này của cái cục điều khiển ở đây. Đó, các bạn có thể đổi màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu tím. Rồi chúng ta sang màu xanh ngọc bảo, màu xanh màu vàng, màu trắng. Rồi chúng ta quay lại trở lại màu đỏ. Và chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ nữa là chế độ chớp tắt, tức là blinking. Chế độ này thì nó sẽ tự động chớp tắt và đổi màu luôn. Và chế độ này nữa sẽ là chế độ chạy màu xung quanh viền như thế này.
Tuy nhiên thì có lẽ là do cái này nó là bát vải cho nên là nó không có được mượt mà cho lắm. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó chuyển màu nhưng mà có vẻ là không được mượt mà cho lắm. Đây, đó, các bạn có thể thấy nó chạy màu từ trên xuống dưới. Rồi chúng ta tiết độ tiếp theo thì nó sẽ tự động từ từ đổi màu từ hai vết phim vào. Đó, nó sẽ đổi màu phía trên trước, sau đó nó sẽ đổi màu phía dưới, khá là từ từ. Rồi, và chúng ta sẽ quay lại cái chế độ đó là chế độ sáng nguyên, màu sáng im. Chính là cái chế độ ban đầu đấy, thì con này nó chỉ có chừng đó chế độ thôi, chứ không có nhiều. Tuy nhiên thì như vậy đã là quá đủ rồi. Chủ yếu là cái chế độ mà mình thấy sử dụng nhiều nhất đó là cái chế độ mà retouch và đổi màu như thế này, rất là đẹp. Thì với cái số tiền chỉ khoảng tầm là 400 ngàn thì mình nghĩ là có lẽ các bạn nên mua con này để trang trí thì hợp hơn, ok hơn so với lại một cái loại mà mình thấy nó cũng tương tự, nhưng mà giá của nó phải nói là chát gấp 3 đến gấp 4 lần con này. Mình cũng không hiểu vì sao mà nó lại chát như vậy, nhưng mà mặc dù mình thấy nó là chất lượng nó cũng khá là ngang đều. Ok, thì nếu như mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể click vào link ở phía dưới phần mô tả nhé, mình sẽ cho lại link đó. Vậy cái giá của em này thì chỉ khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 4 xị thôi, tức là khoảng 400 ngàn. Và các bạn có thể click vào link ở bên Shopee thì sẽ được hỗ trợ phí ship luôn. Bây giờ mình sẽ thử đặt một con chuột và một cái bàn phím lên cho các bạn xem. Như các bạn thấy là mình để một con bàn phím và một con chuột lên thì nó vẫn còn dư một khoảng rất là lớn. Đây. Đó, các bạn có thể thấy là cái khoảng dư của nó rất là lớn, đủ để cho các bạn có thể di chuyển chuột thoải mái luôn, yên tâm. Đấy. Thì các bạn thấy sao về chiếc lóc chuột này? Theo mình nghĩ là rất là đáng giá tiền vì nó vừa rẻ này, vừa đẹp mà lại chất lượng không hề tồi. Về cái loại này thì mình thấy chất lượng khá là tốt, đặc biệt là cái viền may của nó nhìn rất là sắc sảo và cũng như là rất là chắc chắn. Theo các bạn thì các bạn nên bỏ 400 ngàn để mua cái loại bát này hay là bỏ hơn 1 triệu để mua cái loại bát kia? Theo mình thì tất nhiên rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like và subscribe giúp mình đấy. Bye bye.